anh em ta phượt khám phá, từ Tây Bắc ta tiến qua sông Đà, Dĩ Gà ta băng qua đèo Pha Pha, đỉnh cao là phải lên núi. Nào anh em ta phượt rộn ràng, ngồi trên xe khăn cuốn như ninja, đón thêm cô em chân dài đậm đà, vít ra trên những chặng đường xa. Đoạn cua trái liếc sang là đèo Thân Vai, dẫn xuống là đời tê tai, giữ lại thật ngon. Cô bình tĩnh và nhắc cô em thật ngoan, để anh đây tăng ra không sợ trời đang tối. Nào anh em ta cùng khám phá, từ Tây Bắc ta tiến qua sông Đà, Dĩ Gà ta băng qua đèo Pha Pha, hàn vàng trên những khúc đường xa.